Bác nào cần dao? Tôi là Cà Mau. 0947 640 046. Ồ, nghe không ăn thua rồi anh em ơi. Ồ, ô la la, ô lê lê, chăng được con nào rồi? Ôi giời, quý này. Lại rô phi nữa này. Làm rô phi thế. Cá dọn bể của tôi đâu? À đây một em nữa, à, hai em nữa. À được. Được, rất là ít anh em ạ. À đây được nữa. Cá dọn bể thường nó mắc lưới cái là nó nằm im luôn nhá. Đấy, một em nữa. Hơi ít. Để gỡ làm vớt nữa. Mấy giờ rồi? Đây, rô phi. 5 giờ rồi. Được tổng khoảng tầm 5-6 con dọn bể thôi nhá mọi người nhá. Khả năng phải làm vớt nữa mới đủ bữa được. Dọn bể nó ít thịt lắm. Ấy ấy ấy, nó vương. Bắt nó lại. À, mãi mới bắt được mấy con này béo phết ấy. Để vào đây. Để vào đây, tí nữa cho vào tải. Về làm món gì được nhỉ? Giờ mình sẽ làm một vớt nữa ở trên khu này nhá mọi người nhá. Còn vớt này được ít quá, không đủ anh em ăn. Cá dọn bể luôn cả con. Đây, dạ. Sâu đi anh gỡ ra. Ở đây nước sạch chắc ăn ngon đấy. Ờ. Thả cá cụm ra em. Anh ở trên này. Gỡ. Đánh bắt cá dọn bể là phải khổ nhá anh em nhá. Hôm bây giờ anh em mình sẽ giúp vào cống đuổi cá dọn bể lên đóng trên. Có lưỡi không bạn ơi? Hả? Có lưỡi đóng không? Không, không có lưỡi đâu. Nhâm 37 anh em nhá. Ui, vừa đạp dính cá luôn. À. Wow. Cháu mới lưỡi thấp cái này. Ui. Ây da. Ui vãi cả to. Ui con gì đấy? Dám đi ăn đấy. Ui dưới chân. Ui. Nhiều dưới này nhiều lắm, nó quẩn đi quẩn lại này. Nó không ra đâu. Từ. Nhưng mà ở trong này lắm rác. Lắm rác là lắm cái cây cỏ ấy, không phải là rác kia. Ôi. Đây dưới chân đấy, cá. Há cây có một con gì to lắm. Ui cá chê anh em ơi. Đâu? Ui nhức nhiều, nó lại chạy quay lại bên này rồi. Ui có con to lắm, nó phải bằng 2-3 cân đấy. Ui có một con to lắm, với lại vừa thả chạm tiếp luôn xong. Nhanh lên nhá. Ôi, vừa phát hiện có quái thú ở trong cống mọi người ạ. Thế nên là bắt đầu sẽ lấy lưới để dồn. Lấy lưới để
quây nó nhá. Có cá chê ở trong cống. Ui mẹ không biết mà đấy nhờ, quây hai cái đầu cống lại nhờ. Nhâm đâu? Bạn ơi, bạn Nhâm đâu rồi? Vẫn trong cống à? Anh lấy đi ra đây rồi. Ra rồi à? Đi qua rồi. Ôi bên này chưa đi hết đâu nhưng mà nó quẩn quay lại anh khéo ra, anh khéo nó ra bể chê rồi. Ôi con bể. Con đấy ở đấy từ đầu, dọn bể từ đầu rồi. Nó lại chạy vào thôi mà. Không phải quây mà lùa hẳn lưới vào. Lùa hẳn lưới chặt ở đây này, 3-4 lớp à. Cứ căng ngang căng dọc à. Chặt 3-4 lớp sát đâu à. Bỏ cái quây này sát đây để cuốn lưới vào. Bạn Minh đây ơi, bạn ơi. Anh lấy đi ra đây rồi. Kìa, anh nhặt con cá kia bắt. Bên Minh coi đã hả lên kia lại. Nhiều lắm. Anh đi ra, anh ra đường này, anh quay lại chứ. Ừ. Vừa nay con cá giòn bể hay cá rô phi chứ? Rô phi bỏ đi. Anh Nhâm lên trên đi xua lại. Mẹ dán rồi chuyện bỏ. Mẹ mình là vừa vào phát chạm một con. Quay đây, quay đây. Nó quẩn, nó đi qua chân rồi đi quay lại cơ. Ok, bây giờ anh em mình sẽ xua lại lượt 2 nhá mọi người nhá. Anh sát bên này, anh sát bên này. Anh sát bên này, bùi bên này. Ôi lại nhấc lên rồi. Con gì đúng không? Đây ở trên tay em này. Đúng chê này. À đâu con chê rồi. Ai đâu con nó đứng cạnh em. Đây con chê đây này. Đây con đâu? Cá chê cá bò đây này. Mày bắt được gì á? Đây một con cá bò. Cá bò anh em ơi. Cá bò. Cá bò. Cá bò này. Mình bảo sao nào nhất nhất. Cá bò này. Cá bò có con to lắm, có con to đấy. Đi sát vào bờ rồi anh ạ. Ui đây là cái cánh nhẹ đó. Ui đây ở trên này, nó sát vào bờ rồi anh ạ. Ui đây. Ơi, ui nhiều lắm đây con nữa. Đây. Này. Đi em. Cá bò này cá hiếm đấy. Cá hiếm đấy. Đây lên bắt đấy. À đây phải. Đây lên. Cứ ăn gì thì kìa. Ui nhiều quá. Nhỏ. Nhỏ cũng được. Ui. Nhiều cá bò lắm anh em ơi. Nhiều cá bò lắm anh em ơi. Vào đây mò. Nhiều á. Ui. Ui. Cá bò lắm lắm. Cá bò đi mẹ vào nhá. Từ từ mình ra đạp hết lưới rồi. Đang chua cá ra các ông đợi đứng đấy chứ. Dụng quần hết lưới rồi. Đây con cá. Cá bò này. Cá bò là cá ngon đấy. Bắt lấy cái. Ôi chị chính chỏ cho đây để lưới cá bò luôn. Đây này, nhắm những lưới này. Không bỏ đâu. Nhắc lên, tung pin đỡ, rác lên rồi đi. Con này nó màu đúng bê gỗ nhiều quá. Ôi, con giòn bể nó lươn trườn đây này. Nó trườn ở chỗ khe đấy. Ô, vừa trượt to lắm. Vừa trườn lên mặt nước không? Chú ý đây, áp lưới vào bờ ấy. Từ từ, rác này. Chung ôm rác luôn. To lắm, to lắm, to lắm. Đây cũng còn. Từ từ nha. Bạn này có một chùn vần lưới nhưng mà. Ui con to lắm. Ui, con cá bò to đi cái. Con to thật. Ui, con to lắm. Bắt ra 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 chung chung rồi. Nào lên nhanh lên gái. Dạ, Duy. Chung ép chỗ này, chung ơi. Ui đây. Từ từ đã, từ từ đã. Ui, từ. Ép lưới xuống. Ui bò lắm. Ép lưới mày từ đây rác cái này. Từ đã đang có rác. Đang có rác em đi. Từ nhá. Nó ra đấy rồi đấy. Mấy con to ui, này lúc lắm. Nhiều lắm. Ra đấy. Ôi. Ở đây. Nó cứ quẩn đi quẩn lại. Nó cứ quẩn đi quẩn lại. Bỏ lắm. Đưa đây. Nhất cả quẩn. Hay bỏ ra cái mang ở lưới ở đấy rồi đánh. Ôi, con này chạy ra to lắm.
Ui dồi, trồn lắm. Nó quẩn nhá, nó quẩn. Nào, thu lưới đi, thu lưới đi. Em ra thu lưới đi. Thu gì lưới rồi? Ôi, lưới này rồi thu cái gì nữa? Ờ. Thế thì không thu vứt bỏ à? Không. Quấn. Ờ, thì đấy lại đi để. Đẩn lại ra, đẩy lại. Đi. Ấy lên đây trên. Ui. Cá bò bộ. Về nhà gỡ được mà. Cá bò. Gỡ dễ mà. Ừ. Thu hết lên đi. Hai con rộn bể. Đâu? Ui lưới mắc ạ. Ui cái 4 con, 5 con. Ồ cá gì ạ, to lắm. Một con nó phải bằng gần bắp đùi anh. Anh thề luôn. Anh thề con bằng bắp đùi anh luôn. Nhưng mà phải quay được, lần sau đến là phải quay luôn. Nó giúp ở trong đấy. Giao đến quay con. Thôi cơ, lần sau mang ăn được rồi, quay gà. Không phải gửi ra, cuốn vào cho anh đổi. 8 con, 9 con. 10 con. Cuốn vào cho anh đổi. Nhưng chứ phải em là 3 con. Đầu tiên 3 con. Đội kia vẫn cuốn trong cống. Chứ từ để gỡ vào cây. Gỡ bỏ bớt con nào, gỡ bỏ. Ui. À, nhiều được rất là nhiều cá đoạn bể nha anh em nha. Đấy. Về thao hồ chén rồi. Ôi. Nhưng mà anh em mình lại phát hiện ra ở trong cống này có những quái thú, thế nên là mai anh em mình sẽ xuống để bắt quái thú ở trong cống này. To lắm. To, có con to lắm. Đấy, rơi đi. Có con to lắm nè. Chúng này lại lấy những cái rác đẩn vào trong cống. Đấy, những cái cây ấy cứ đẩn vào trong cống. Trên này đầy này. Ừ. Đấy, anh em vứt cái nắm trên này xuống này. Để làm gì? Để vào đấy để mình kia. Vai của dĩ được tạm. Không cần, mai mình quay nó lại. Đi. Về thịt cá dọn bể đã. Mắc lưới mắc đầy rác luôn nha anh em nhé. Đây. Cá cụ. Ôi, con này con to. Con này lưới này không ra trời đấy. Đấy rồi. Đâu? Ấy, con đặc sản đâu rồi? Đây anh em ơi. Đây là đặc sản lâu lắm rồi mình mới thấy con táo. Mang về thảo. Ừ. Cái bóng ấy. Sống được không ấy? Sống được. Hai con này bê đê, không để được. Ui, có con to lắm, mai nhà mình sẽ... Em chạm đến nhiều con vậy bằng này á. Ừ. Đây, tất cả sản phẩm của anh em mình đây. Đó, hôm nay sẽ cho lên miếng siêu cay hết anh em nhá. Mình đang định làm gỏi đấy, nhưng mà... Thấy anh em bảo cá dọn bể, không nên làm gỏi. Để bữa sau nếu mà gỏi cá dọn bể, anh em mà thích, anh em mình... Mọi người thích anh em mình làm gỏi cá dọn bể thì cứ comment phía dưới nhá. Còn hôm nay anh em mình sẽ nướng siêu cay đống cá dọn bể để cho cá. Hôm nay được bể cá siêu sạch cho mình nhá. Thì cái khu này nước nó sạch. Ừ, sạch là... Cây cũng sạch. Nói chung là cũng phải tùy. À, đánh ra để ngủ. À, hôm nay sẽ không lọc thịt nhá mọi người nhá. À, và chỉ mổ nó ra. Mổ nó ra rồi mình sẽ ướp siêu cay nướng. Con này nó lòng vòng nhỉ. Má mặt tử. Quả tặng tử chân lên. Trong một con nào còn chứa. Đây. Một con còn chứa. Đây. Đây. Đúng rồi, con này ra cho mọi người xem cái trứng cá nó nhé. Con này còn chứa nhỉ? Đúng, trứng cá phổi ở đây này. Con này đã có. Toàn cướp. Toàn cướp. Trứng lên em ạ. Đâu con nào có. Đây. Không có trứng, không có trứng. Chắc là mùa. À đây có trứng, con này có trứng. Đưa vào chắc là mùa. Đây.
tìm được đấy, tìm được đây này. Nếu mà ở trong nó giống cá, trứng cá lóc nhá. Hôm nào anh em mình sẽ đi mò trứng cá dọn bể. Mò trứng cá dọn bể lên để làm một món ăn. Trứng cá dọn bể mà nó đẻ, mà nó đẻ ở dưới nước ấy, thì nó sẽ nở ra như kiểu trứng cá hồi ấy nhá. Còn khi mà để cái cục này nó giống như trứng cá lóc. Ok nha mọi người nhá. Anh em mình đã thịt xong rồi. Con này sức sống mãnh liệt, kinh điển luôn mọi người ạ. Mổ miếc sạch sẽ rồi vẫn sống ngoảnh ngoảnh luôn. Bây giờ ướp nó với gia vị trước đã, xong rồi tí nữa mình sẽ ướp chiêu cay và nướng nhá. Bây giờ phải ướp cho nó ngấm gia vị đã. Mấy con này là siêu chay chết đấy mọi người ạ. Tẩy nó trên cạn đấy. Nên khóc rồi. Thôi cho nước vào nó lại xuống. Bơi. Bơi trong nước. Thì nó nở, ra này rồi. Nó mà nở ra thêm tí nữa ở dưới nước là giống như trứng cá hồi luôn. Rồi. Ok, ở đây bây giờ bắt đầu đi nhóm lửa nhá, chúng ta ướp siêu cay nhá. Thăng. Chén ngỏm đấy. Có con rất thống đấy. Có con, lúc nãy mình lật nhá, có con ngâm mắm đến nửa tiếng là vẫn sống. Đây con này vẫn sống. Sống đấy. Đấy. Sống làm sao? À bây giờ sẽ bắt đầu nhồi xả quấn. Anh cho ra được rồi. Đây, đây nhá, anh chỉ cho. Nó hơi dài, mấy con kéo đấy. Đấy. Nhồi vào một lớp xả nhá mọi người nhá. Kéo tắt đi. Quay đến đường này. Đấy. Xong rồi, lấy lá xả. Quấn ra. Làm đúng kiểu phong cách người miền Tây nha. Đấy. Ok chưa? Cá dọn bể. Nướng siêu cay, tí nữa mình mới ướp siêu cay nhá. Bây giờ phải quấn lại nó hết lại đã. Cá mặt quỷ. Con cá này phải tiêu diệt luôn nhé. Sinh sôi nảy nở rất là kinh khủng anh em ạ. Cá dọn bể này có chỗ còn bắt được cả xe bò. Anh em mình đánh như thế này còn ít. Tán nát hết cả mảnh lưới luôn. Mà anh em mình phát hiện là tôi đánh rất nhiều cá bò. Cá bò. Mọi người hôm sau đi bắt cá bò. Hôm sau đi bắt cá bò. Bắt cá bò phải dùng những biện pháp khác. Tì. À, anh em mình đã gọi là trang trí cho nó đẹp con cá dọn bể rồi. Bây giờ bắt đầu ướp siêu cay nha mọi người nha. Ớt bột cay nhất vẫn là ớt bột. Cho nó uống nước mắm khoảng 30 phút sau đấy. Nồi xả cho nó thơm rồi. Xong bắt đầu ăn cái nồng luôn đấy. Rồi ok, bây giờ bắt đầu đem đi nướng nhá mọi người nhá. À cho nó ngấm một tí đã, xong nướng. Ok nha anh em nha, bây giờ sẽ bắt đầu cho cá dọn bể lên nướng.
Tuyệt vời chưa? Kém. Tuyệt vời chưa? Chưa. Không biết nướng kiểu này có ngon không, nhưng mà mình xem mấy bạn ở miền Tây làm cũng ngon lắm. Cá dọn bể với anh em mình cũng ăn một vài lần, thịt nó khá là ok. Có lần thì ngon, có lần thì nhưng mà nó khá là ít thịt. Yes. Tuyệt vời. Thấy hấp dẫn chưa anh em? Thấy hấp dẫn chưa? Mình phải nướng từ từ cho nó chín dần nha. Nghe có vẻ ok đấy. Ngon không? Như này. Ở dưới bụng không có thịt mấy, nhưng mà tí nó bóc ra xem thử ra. Ok nha anh em nhá. Được rồi nhá. Đấy, thấy chưa? Thằng mất quỷ. Siêu tay. Mình phải nướng khô tí, bỏ vào lớp xả đi để cho nó khô tí. Cá này thì làm nó khá là lâu mọi người ạ, mà là nó ít thịt nên là rất ít người ăn. Ok. Chén. À. Ok, thưởng thức cả nhà. Ôi. Ai là. Ta là không được tu sửa chỉ ra như trên mạng. Lấy đâu ra nửa? Ừ, chắc có phải là. Đây, bóc ra, đây nửa ra như con này gì? Vâng. Có làm tí không các bạn? Có em. Đây. Muốn cái để đây. Cái này không đam mê món này, nào đưa nước chấm đây. Không biết thưởng thức. Đây này, nước món bia. Nước đây này. Này. Nó phải nước ra. Đấy, mẹ nước này. Chín khô rồi. Khô rồi. Ôi giời ơi. Úi, trời. Ôi, bụng nó chả có tí thịt nào luôn. Ngọt lắm. Chưa thấy gì. Ngon phết đấy. Ngon mà, ngọt mà. Thơm. Như luôn cái lần. Đây, bóc. À, đây. Rồi. Vâng, mời mọi người nhá. Thơm hết. Dài. Thơm. Ngon, nhưng mà mỗi giờ nó được ít thịt quá mọi người. Với lại khó làm. Này, dưới bụng có mỗi cái da không? Da bọc xương. Bộ áo giáp. Ngon đến ngay rồi này. Tuy là nướng siêu cay nhưng mà nó chả cay tí nào. Tại vì cái bộ áo giáp của nó quá là cứng. Không thể xuyên được. Không xuyên giáp rồi. Thơm mà. Được mỗi tí thịt thế rồi. Một con này thế nên mà này phải nướng cả tạ ăn mới đủ được.